Nutrient Sub-Zero là gì? Đó là chế độ ăn kiêng truyền thống do người Canada sản xuất dành cho chó và mèo. Sự kết hợp tiện lợi giữa thức ăn vụn nhỏ với hương vị vượt trội và lợi ích dinh dưỡng của nguyên liệu thô trong một công thức nấu ăn của chúng tôi. Loại ngũ cốc giàu protein được kết hợp với Nutriboost được làm bằng protein Canada chất lượng được pha trộn một hỗn hợp đặc biệt. Sau đó được sấy khô và giữ lại tất cả hương vị tươi ngon, dinh dưỡng nhất, các nguyên liệu thô như thịt cá, gia cầm đánh bắt tự nhiên của Canada và được đóng gói cẩn thận bởi công ty British Columbia, nơi chúng tôi sản xuất trong nhà máy SQF cấp 3 được chứng nhận. Đó là mức cao nhất đạt được trong việc kiểm định chất lượng sản phẩm an toàn, được chính phủ trên toàn thế giới công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi sản xuất chúng theo lô nhỏ và được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo các chất dinh dưỡng kiểm soát với chất lượng vượt trội lấy cảm hứng từ các vùng miền Canada. Công thức thung lũng Fraser của vùng British Columbia danh lam thắng cảnh của chúng tôi là gà rút xương, gà Tây, cá hồi Thái Bình Dương, cá trích cá tuyết và trứng cá đều được đánh bắt tự nhiên. Sub-Zero đỏ được chế biến từ thịt bò tươi Angus, thịt cừu, lợn rừng, bò rừng, cá trích và trứng cá đánh bắt tự nhiên. Sub-Zero xanh là nguyên liệu từ cá hồi, cá trích, cá tuyết, trứng cá từ bờ biển miền Tây Canada, rất giàu axit béo, omega 3 và 6, công thức tuyệt vời giúp cải thiện sức khỏe da và lông. Sub-Zero đen bao gồm vịt tươi, thịt cừu, cá hồi nước ngọt Canada và trứng cá, nguyên liệu chất lượng từ miền Bắc Canada. Mỗi túi Sub-Zero thể hiện sự quan tâm không ngừng đến chất lượng và cam kết liên tục về chất lượng dinh dưỡng lành mạnh từ tự nhiên. Các bạn có thể mua hàng trên website chính thức của Nutrient Việt Nam hoặc trên Shopee Mall.